Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft Bisemon siêu cấp. Trong thời gian giai tập, mình có đi vòng vòng cái khu vực hồ của mình. Có rất là nhiều trainer xuất hiện ha. Và những trainer đó đã giúp mình luyện cấp cho được một đội hình luôn các bạn ạ. Bao gồm 6 Pokemon ở hàng dưới này ha. Nói chung thì sắp tới, những kẹo căng thì mình có thể quẩy được. Trời ơi, Gyarados. What? Nhưng mà đây là boss các bạn ơi. Màu vàng này chắc chắn là boss rồi. Ừ, nhắc tới Pokemon mới nhớ. Hôm qua mình đã bỏ lỡ cơ hội chinh phục một Pokemon huyền thoại rất là mạnh cũng như là đẹp luôn. Đó chính là Mewtwo Thánh Kiếm các bạn ạ. Mà tại vì là mình nghèo bóng chứa cơ, nên là hôm nay quyết định là mình phải ráng trở nên giàu có bóng chứa hơn, để không có bị mất những Pokemon đẹp giống như hôm qua ha. Rồi, và ở dưới này mình sẽ có nên test đội hình của mình không nhỉ? Được chứ. Ok, test đội hình cấp 100 của mình luôn các bạn ơi. Đầu tiên, mình sẽ cho Tyranita Mini Cute của mình ra. Sau đó thì tiến hóa Mega lên ha. Ây da, Căng các bạn ơi. Trời ơi, tiến hóa Mega xong đi xuống lòng đất luôn rồi. Ơ kìa, ui no. Đây rồi. Trời lên và đã bắt đầu gây được sát thương rồi các bạn ơi. Ê, tuy nhiên Gigadot cũng không có chịu thua đâu. Tấn công lại cơ. Căng chưa? Tiếp tục là một đòn tấn công cực gắt đến từ Gigadot ha. Ây, cái kèo này liệu rằng Tyranita có thể gánh tem giúp mình được hay không? Ui, một xíu nữa các bạn ơi. Không sao, không sao. Mình vẫn còn Gachom các bạn ạ. Ủa rồi, Gachom rồi. À đây, Gachom ở trên lận các bạn. Rồi, thử nào. Yes, Gachom đã đánh bại được Gigadot Boss. Và mình sẽ được viên đá Mega của Gigadot luôn nè. Yeah, gọi được găng biển sâu gì nữa. Và một miếng ballet ha. Nói chung thì khá là ngon. Bây giờ mình sẽ vô trong cái chỗ căn cứ của mình. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu công việc ngày hôm nay ha. Nói chung thì công việc ngày hôm nay mình sẽ ưu tiên hàng đầu, đó chính là làm ra bóng chứa các bạn ạ. Và để giải quyết được cái vấn đề đó thì việc mình có một cái hệ thống đập bóng chứa tự động sẽ rất là cần thiết nha các bạn. Thế nên là ok, bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào việc làm hệ thống để đập bóng chứa, giúp mình tiết kiệm thời gian và công sức hơn ha. Đầu tiên thì mình sẽ ước chừng coi khu vực này sẽ có bao nhiêu cái máy đập cái đã. À, hiện giờ mình cũng không có nhiều máy đập lắm các bạn ơi. Bên kia mình có 4 máy thôi. Thôi mình sẽ đặt trước hopper như vậy đi. Rồi vô trong chúng ta coi mình có bao nhiêu cái cục slam cái đã. Tại vì một cục slam là mình sẽ làm được một cái máy đập bóng chứa đó các bạn. Mình có 13 thôi các bạn ơi. Ở bên kia có 4 nữa là mình sẽ được 17. À, 17 cái máy hả? Con số này thì cũng được đi ha. Rồi, mình sẽ làm thêm những cái lò nung. Tại vì có cái lò nung này. Rồi có bích tông nè. Sắt thì mình sẽ làm thành cái hàng rào. Bấm công thức của cái Mechanical Anvil thôi. Qua đây và chúng ta sẽ bắt đầu đặt xuống ha. Mình sẽ đặt từ trong này dài ra đi. Ở đây một cái. Bên này còn 4 cái thôi, mình lấy ra luôn đi ha. Đem qua bển đặt luôn các bạn ơi. Rồi, vậy là cũng tương đối khít rồi đó. Đây. Đây. Ông phim, ui còn dư một cái luôn. Thôi không sao, mình làm đều đều đi, gì đi, nhìn cho nó đẹp ha. Tiếp theo, mình cũng sẽ còn có một cái khu vực hopper. Mình sẽ set up một cái chỗ đường ray ha. Còn chỗ này xài đường ray thường đi, cho nó tiện. Ở hai bên này thì mình sẽ có cái đường ray tăng tốc để mình kích hoạt cho cái chỗ này nó hoạt động á các bạn. Rồi, rất là nhanh thôi. Mình đã xong những bước cơ bản nhất của cái chỗ này rồi đó các bạn ạ. Đặt thêm cái cần gạt để cho nó kích hoạt đường ray lên nè. Bước cuối cùng là test hiệu năng của chỗ này thôi. Mình sẽ đặt hai cái xe mỏ chứa rương ha. Sau đó mình sẽ chia đều than ra, cũng như là những cái nắp này. Rồi, cho vô. Và bấm cái cần gạt này. Đây đây đây, nó hoạt động rồi nè. Let's go. Ủa nhưng mà sao bên này không hoạt động ta? Ok. Ủa, nó vô than không à các bạn ơi. À đây đây, giờ nó mới hoạt động. Trời đất ơi. Nó sẽ hơi delay một xíu á các bạn. Nhưng mà nói chung là nó hoạt động ngon nghẻ nha. Đó đó, kìa kìa, nó đập cái phần đế kìa các bạn. Đấy, xong rồi. Và ý, thành phẩm vô đây các bạn ơi. Ủa còn cái nữa đâu ta? Mình đập.
Mình đạp số chẵn mà nhờ, 16 cái mà. À, đây 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 đây, nó vô thêm cái nữa. Rồi. Vậy là nó đã tự động hoàn toàn rồi đó các bạn. Mình chỉ cần cho vô đây những cái nắp hoặc là cái đế, nhét thêm một chút than để có nhiên liệu cho nó hoạt động là ngon lành cành đào ha. Rồi, việc cuối cùng của mình bây giờ cần làm đó chính là đi cày thật là nhiều African thôi các bạn ơi. Bữa nay thì mình sẽ làm thêm khá là nhiều Ultra Ball đó, nên là mình sẽ cần hái những cái African màu vàng, rồi African đen. À mà nói chung là hái hết đó các bạn ơi. À, mà bạn nào có nhu cầu sử dụng dịch vụ trong Love Fruit, Refi, Unit Tower Defense thì có thể nhấp vào đường link mình để dưới phần bình luận nha. Sau đó thì cho vô đây để cho nó nấu ra. À, mà trong thời gian chờ đợi những cái African được nấu thì mình có thể vô trong nhà và sử dụng cái nắp mà hôm bữa mình câu cá được đó các bạn. Đâu đây đây, mình có 3 cái nắp lận. Ê, cái này thì dùng lên Pokemon cấp độ 100 các bạn ơi. Thế nên là mình sẽ chọn ra Pokemon cấp 100 nào. Đầu tiên mình dùng cái nắp đây ta. À, thần Tyranitar chắc. Ừ đúng rồi, bữa giờ Tyranitar cũng hay ra trận chung với mình lắm các bạn ơi. Được, đầu tư luôn á. Ồ, vậy là mình sẽ được chọn chỉ số nè các bạn. Wow. Ơi tăng cái gì đây ta? Tăng sức tấn công á? Hay là tăng máu giờ nhờ? Mình thì thích Pokemon cho nên mạnh hơn các bạn ơi. Nên là ok. Mình sẽ tăng tấn công cho Tyranitar á. Ồ, bây giờ chỉ số tấn công của Tyranitar đã là tối đa luôn rồi các bạn ơi. Quá ngon, quá ngon. Tiếp theo sẽ là Kyurem. À, huyền thoại đầu tiên mà mình sở hữu nè các bạn. Vậy tiếc bây giờ không phải là dạng God nữa. Trời ơi, tiếc ghê luôn. Thôi không sao. Ồ, với Kyurem thì mình chỉ được chọn 3 chỉ số thôi. Đó là tấn công đặc biệt, rồi phòng thủ đặc biệt ha. Wow, chắc là mình sẽ mắc cái chỉ số tấn công đặc biệt trước ha các bạn. Sau này mình có thêm những cái nắp thì mình sẽ ráng cho tất cả Pokemon của mình lên mấy cái này mắc tối đa hết luôn, để kiểu như là mạnh nhất có thể á. Vậy là bây giờ chỉ số tấn công đặc biệt của Kyurem đã là 300 luôn rồi, maximum luôn á. Quả đã. Còn một cái cuối cùng này, để coi coi nào. Blastoise. Chính xác, Blastoise là Pokemon đầu tiên của mình đấy các bạn. Ôi cái gì á. Trời. Em đi đụng cái cây à. Rồi, coi nào. Riêng Blastoise chắc là mình nâng máu nhờ. Mình cho em làm tăng cơ đi. Máu chọn 300 luôn nè các bạn ơi. Được luôn. Một xíu nữa chắc phải đi test sức mạnh của những Pokemon mình vừa tăng chỉ số lên ha. Không biết nãy giờ mấy cái African nó nấu tới đâu rồi nữa. Cũng lâu rồi á. Chắc là nó nấu xong hết trơn hay sao rồi các bạn ơi. Bữa nay nấu được rất là nhiều African ha, nên là mình sẽ làm đa dạng bóng chứa một xíu các bạn ơi. Đầu tiên mình sẽ làm một mớ Ultra Ball trước nè. Tiếp theo sẽ là Tamer Ball để bắt những Pokemon kiểu hơi khó bắt một xíu. Không thể thiếu đó chính là Dust Ball để bắt Pokemon vào buổi tối nè. Rồi Level Ball để bắt những Pokemon cấp hơi thấp thấp một xíu các bạn ơi. Heavy Ball sẽ cực kỳ hiệu quả với những Pokemon nặng ký. Và Fast Ball chắc là sẽ ưu tiên cho mấy Pokemon huyền thoại nào mà nhanh nhẹn các thứ ha. Sau khi chế tạo qua một lượt thì mình còn dư kha khá African nè. Mình sẽ dồn qua làm Ultra Ball, Heavy Ball cũng như là Fast Ball ha. Ôi đó sai nhờ. Hình như bữa nay mình làm Fast Ball hơi nhiều các bạn ơi. Chắc tại là mình bị ít African màu đen á. Thôi không sao. Có bóng nào xài bóng đó các bạn. Nhiều khi chế tạo Fast Ball lại là lợi thế để mình bắt những Pokemon huyền thoại á. Tại thường Pokemon huyền thoại thì chỉ số cũng cao hơn so với những Pokemon bình thường mà. Ok, giờ thì cho nắp vào và bấm cái bụp một cái thôi. Đấy 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 đấy. Trời, đều tăm tắp luôn các bạn ơi. Ôi con. Wow, nhìn đã con mắt thiệt. Ui nhưng mà trời mưa to quá, chắc mình đi vô trong ngủ không dắt. Sáng thức dậy chạy ra ngoài kiểm tra coi coi mấy cái nắp nó đập tới đâu rồi nha. Mình đoán là chắc cũng sắp xong rồi đó các bạn ơi. Ui dồi ôi, coi kìa nhanh thiệt các bạn. Mới có một đêm thôi mà đã gì rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ đổi ra thêm một ít nút nữa. Và chúng ta sẽ bấm công thức của bấm chứa ha. Đây, siêu nhanh siêu cấp tốc luôn. Fast Ball rồi nè. Rồi Timer Ball, Level Ball. Xong phim. Hôm nay mà gặp lại Mewtwo thì Mewtwo không có dễ dàng thoát khỏi tay mình đâu các bạn ơi. Ô trong đây còn đập nữa hả? Ô còn nhiều lắm các bạn à. Chắc mình phải đợi thêm một lúc nữa. Trong lúc chờ đợi thì mình có thể nghĩ nghĩ coi gần đây có Sharpedo không các bạn ơi. Hôm bữa gặp á thì không chịu bắt nhỏ đâu. Giờ tìm mòn con mắt không thấy các bạn à.
Thiệt luôn, đúng là có không dở mắt là tiếc rồi các bạn ơi. Ok, bên này thì fastball của chúng ta cũng đã đập xong xuôi hết rồi ha. Rồi, chế tạo nốt mấy cái fastball cũng như là timerball này nữa là chúng ta đi được rồi đó các bạn ơi. Hình như bữa giờ mình chưa có qua bên địa ngục để chúng ta chinh phục Pokemon đúng không các bạn? Ừ, hay là hôm nay chúng ta đi qua địa ngục để thử coi coi bên địa ngục sẽ có những Pokemon gì thú vị các bạn. Ồ, mình rất là tò mò không biết Pokemon siêu cấp bên địa ngục sẽ có những cái Pokemon nào á. Được á nha. Đi một chuyến cho biết các bạn ơi. Hồi nãy mình thấy ở đây có một Pokemon tím tím mà nhè. Ây da, quên. Trở lại thì em đi mất. Ồ đây đây nè nè. Pokemon tím tím mình nói nè các bạn ơi. Ôi trời ơi, còn khiêu chiến mình nữa. Ây dùi, nhóc này khá, nhóc này khá. Ôi nhưng mà không được, giờ mà Blastoise quýnh em là em xỉu ngang các bạn ơi. Mình có level bone đúng không? Đây, lượm cục kẹo em bằng level bone coi được hay không đây. Em có cấp 11 thôi hả? Mình nghĩ sẽ được á. Ui chính xác rồi các bạn. Mới vô level bone đã mở màn rồi nhé. Ngon luôn. Impidim. Lucario chắc sẽ nhường phần luyện cấp cho cái em Pokemon mới đi ha. Tại vì em đó còn tiến hóa tới 2 lần nữa các bạn ơi. Theo như mình nhớ là vậy á. Ở đây còn có Gastly rồi nữa nè. Không biết là bữa nay chúng ta sẽ gặp được Pokemon siêu cấp nào đây ha. À dạ, mình cũng đang rất là tò mò các bạn ạ. Nãy giờ đi thì mình cũng gặp không quá nhiều Pokemon các bạn. Ê, khoan. Ôi. Xuất hiện rồi. What? Ủa đây là cái gì? Mèo Metan mà. Mèo Metan, mèo Metan. Ồ không, đây là Machadow hả? Bình thường Machadow không có đồ con như vậy đâu. Ủa trời, ngồi lộn dữ ơi. Hình không sao. Nhưng mà kết hợp với mèo me tò á, cái bự chà bá lửa luôn á. Trông ảo diệu thiệt á. Ok, trời ơi còn xuống dung nham được luôn hả vậy? À không không, thôi được. À, với kẹo này thì mình sẽ coi coi cho Blastoise đi. Ừ, để coi Blastoise của mình ra trận và cấu rỉa máu ok không đây. Ok, cấu rỉa máu tương đối ổn các bạn ơi. Với cái đà này thì Hydro Pump một lần nữa thôi. Rồi, lượng máu của Machadow kết hợp với Memento đã rất là thấp rồi các bạn ơi. Chinh phục nào. Heavy Ball chăng? Ừ, mình không biết là Machadow Memento này nặng bao nhiêu ký. Mình thấy cũng đo to con quá nè. Chắc phải thử lại thêm vài lần nữa mới được. Mình cũng có nhiều Heavy Ball mà. Tiếp tục nào. Mà không biết là Machadow Fusion này sẽ mang hệ gì các bạn nhờ. Tò mò thiệt đó các bạn ơi. Ui da. Nhưng mà nãy giờ mình thất bại hơi bị nhiều trong việc chinh phục Machadow Memento nha. Trời đất ơi, sao mình nghi có điểm quá các bạn. Ok không? Ý. Ôi trời, tưởng đâu được rồi, mình thấy lâu vậy mà không được. Rồi, một quả Timer Ball đầu tiên. Liệu rằng Timer Ball có tỏa sáng hay không đây? Ui, cũng không các bạn ơi. Fastball thì sao? Cũng không luôn. Ủa vậy bóng nào mới chứa nổi Machadow đây? Trời ơi. Ở đây không có tối, phải tối là mình dùng Dust Ball rồi. 3 hours later. Không biết dạng này có hiếm không mà sao lại khó bắt như vậy ta. Hết rồi. Cái Timer Ball cuối cùng nữa các bạn à. Xong luôn. Đổi sang Ultra Ball biết sao giờ. Ok. Cái gì? Dùng Timer Ball đã đời không chịu. Tung một Ultra Ball là chịu liền các bạn. Ảo vậy. Ok, và chúng ta sẽ coi thử coi Machadow sẽ mang hệ gì hết các bạn. Mình cũng đang rất là tò mò. Ok, Machadow Memento. Wow, bay được không? Ủa không cưỡi được. Ôi cưỡi được, cưỡi được.
À, không bay được các bạn ơi. Ok, và Pokemon này sẽ mang hệ thép với cả là hệ ma. Wow. Nhưng mà kỹ năng hiện tại thì coi coi, hình như à có một kỹ năng tấn công nè các bạn. Yêu, vậy là mới mốt phải đi kiểu như là tìm move learner để dạy lại kỹ năng á. Chứ không thôi là như vậy sẽ không có đạt sức mạnh tối đa của Pokemon đó đâu. Rồi ở đây có boss luôn nè. Trời ơi, boss sắp ai ultimate lần hả? Căng nha các bạn. À, kèo này thì ok, mình sẽ test đội hình của mình. Mình sẽ thử cho Kyurem ra trận trước các bạn ơi. Ừ, hồi nãy mới tăng chỉ số lên rồi. Test thử luôn coi. Ôi dồi, chưa gì sắp ai đó. Tấn công trước rồi, nhưng mà không sao. Kyurem phản đam cũng gắt lắm các bạn ạ. Ok, tiếp tục nào. Chúng ta sẽ cho thành viên tiếp theo, đó chính là Tyranitar ra ha. Ây da, mình quên Mega ta. Được luôn, nhưng mà không sao. Tyranitar có rỉa máu vẫn rất là ngon nha. Và sắp knock out được boss rồi. Thêm một cái nữa thôi. Rồi Mega luôn. Nice. Imbidim thì đang liên tục được cày cấp luôn nè. Quá đã nha. Được kẹo các thứ. Và tất nhiên rồi, một viên đá Mega của sắp ai ha. Ngon 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 ngon. Ê, mà tính ra mình ở gần cái pháo đài địa ngục luôn mà. Có rương kìa. Ý. Vô tình phát hiện các bạn ơi. Hey, đây cái rương nè. À, rương bèo vậy. Trời đất ơi, không biết có lụm được cái Master Ball nào trong này không. Lụm được cái Master Ball nữa thì bá cháy luôn các bạn ơi. Ui. Nhưng mà có vẻ là xác suất gặp được Master Ball không hề dễ các bạn ơi. Ui. Ở trên này. Wow. Có một em Pokemon rất là ngầu luôn nè các bạn ơi. Đây là Bisharp. Wow. Chớt em này chớt. Thôi được, cho Machado ra trận thử chung với mình luôn á. Nãy giờ mình thấy á, Bisharp không có tấn công được Machado Melmetal của mình các bạn ạ. Ngon ấy chứ. Nhưng mà Melmetal thì cấu rỉa máu không nhanh lắm. Thôi kệ. Cấu rỉa máu lai rai cũng được hết các bạn. Rồi, sau một lúc thì lượng máu cũng đã dưới 50% rồi. Chắc mình tung bóng chứa đi. Cấu rỉa máu quá là lâu luôn á. Để coi coi, trận chiến đầu tiên Machado ra trận có chinh phục được bạn mới không? Ê, ê, ê. Đã vậy kế bên còn có sắp ai luôn kìa. Wow, nhóc này cấp 26 ta. Ok, mình sẽ ưu tiên bắt nhóc cấp 26 đi ha. Và mình sẽ dùng level ball. Ừ, đang ao cấp rất là nhiều nè. Hợp lý, hợp lý. Rồi rồi, về đội anh đi, anh cho đá Mega luôn. Ây da. À, chê. Anh cho con đánh Blastoise tới mai luôn á. Blastoise hơi bị trâu các bạn ơi. Mình mới nâng máu cho Blastoise mà. À, đây rồi nè. Được luôn. Mình đã có cả sắp ai rồi các bạn. Đây. Ok chứ. À, viên đá Mega hồi nãy đâu. Đây, nhét vô cho sắp ai luôn á. Rồi rồi. Vậy là mới về đội mà có liền đá Mega luôn á. Em này số hưởng thiệt sự luôn á các bạn à. Mấy em khác thì phải đợi rất lâu mới có Mega được. Rồi, wow, mà công nhận Mega lên cầm cái cục đá này nhìn đẹp ha. Chỉ có điều em này hiện tại đang cấp hơi thấp thôi. Không sao, không sao, cái đó thì từ từ sẽ giải quyết được các bạn à. Cái pháo đại chứ. Ừ, mình còn chưa loot hết rương nữa mà. Đây nè, ở đây có cái rương nữa nè. Đấy, tí nữa là bỏ lỡ rồi. Master Ball. Ê, không có Master Ball. Ừ, bên đây còn rương. Không sao, không sao, vẫn còn cơ hội. Ồ, một miếng Blade các bạn ơi. Kia là what? Ủa, Hoba gì kỳ vậy? Ủa, Hoba này là ai các bạn ơi? À, đây là Incineroar Fusion các bạn ơi. Hình như đây là mèo lửa mà dạng kết hợp với Hoba các bạn ơi. Wow, nhìn không ra luôn. Tưởng Hoba không á. Hơi tiếc, đây không phải là Pokemon bình thường để mình có thể bắt về đội ha. Hey, nhưng mà không sao, làm đối thủ thì cũng khá là ok đó các bạn. Với kèo này thì mình sẽ đưa Blastoise ra trận mới được. Rồi Kyurem rồi nè. Thêm Gachom với cả là Lucario nữa là đẹp ha. Ok, test thử thôi các bạn ơi. Kèo này hơi căng đó nha, nên là mình sẽ cho Kyurem đệ ba trước các bạn ạ. Để xem. Ui. À, chưa gì đã tấn công Kyurem mình hơn nửa cây máu rồi. Quầy quầy. Hơi khó ha.
Không sao, chúng ta vẫn còn rất là nhiều đồng đội khác ở phía sau các bạn. Chẳng hạn như là Blastoise nè. Blastoise thì mình sẽ thử Mega lên. Bữa nay là mới cộng chỉ số máu các bạn. Hy vọng là Blastoise sẽ ổn ha. Đừng có bị one shot là được các bạn ơi. Ừ hên, không bị one shot và kèo này có vẻ là Blastoise sẽ gánh tem được các bạn ơi. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Và tạm biệt Incineroar. Chúng ta nhìn Incineroar Fusion lần cuối ha. Trời, coi mặt kháo khỉnh kìa trời. Cụ thêm hai cái sừng như Ngô Mai Dương vậy đó các bạn. Thôi, tạm biệt. Ôi trời, trước khi tạm biệt còn quấn Blastoise một cái cực thốn nữa kìa. À, cũng biết cách tạm biệt mình đấy chứ. Rồi, học được Dark Boost cho Imbidim. Đồng thời chúng ta cũng đã có được một viên đá Z các bạn ạ. À. Ê, ở đây rồi. Imbidim đã đủ level để tiến hóa các bạn ơi. Dạ ha. Và bây giờ Imbidim sẽ có hình dạng ngầu hơn nè. Rồi, máy xéo rồi ha, Morem. Ok. Còn cục kẹo này cho Morem luôn đi. Một xíu mình sẽ kiếm kẹo nào đó vừa sức á. Các mình sẽ cho Morem ra trận á các bạn. Ở đây nè, đây nè. Ở đây có Abok. Chui gì đó khiêu chiến rồi. Được. Morem, ra trận đi cưng. Ui dồ. Căng vậy. Tấn công cái nhẹ nè. Trời, đã bị tê liệt rồi. À, cái em rắn này. Bữa nay có thịt rắn ăn luôn các bạn ơi. Đồng phiên. Phía bên này. Ê, chúng ta còn có Sleep Lipede. Cái em rết lửa này nè các bạn ơi. Wow. Em này thì còn có thể tiến hóa về sau nữa. Ok đấy chứ. Chắc là chúng ta cũng nên chinh phục em này cho vào đội ha. Và kèo này thì mình sẽ cho sáp ai ra trận. Ok, câu điểm máu coi. Đó, rất là tốt ha. Sau đó thì tung bóng chứa luôn nè. Một quả dust ball chẳng hạn. Không biết là chỗ này có đủ tối để một phát ăn luôn. Dust ball tuyệt vời. Nice. Trời, ở dưới mình còn thấy một Pokemon hình một cái cổ quan tài kìa các bạn ạ. Wow. Coi thử. Đây là Corphirigus các bạn ơi. Ui. Là dạng tiến hóa của Yamask đó các bạn. Wow. Thôi được, mình sẽ cho Machadow của mình ra trận để chúng ta cà khịa một cái ha. Tấn công nhẹ coi. Mà quên. Không được. Kỹ năng của Machadow hiện tại không có gây sát thương lên Corphirigus được ta. Ừ ha. Trời ơi, mình đưa Morem ra trận luôn. Trận chiến đầu tiên sau khi tiến hóa nè. Tấn công bằng Fast Surrender. Cấu rỉa được. Cỡ nửa cây máu các bạn. Khá là an toàn để chúng ta tấn công hai lần nha. Ok. Rồi. Mình sẽ tiếp tục tung một quả Ultra Ball đi. Để coi chúng ta có bắt được cái Pokemon hình cổ quan tài này hay không. À dạ, có nha. Ui, xa xa mình thấy có một Pokemon Shiny các bạn ơi. Đâu rồi nè? Đâu nhờ? Ui, kìa. Ở ngay góc này nè. Ê, lẹ. Chúng ta phải chinh phục Corphirigus nhanh thôi các bạn ơi. Ôi, đây rồi, thành công rồi. Yay. Ý, hình như Morem sắp tiến hóa các bạn ơi. Chính xác rồi. Này, vậy là bây giờ tan tan Grimmsna, tên mới của em đó các bạn ơi. Học được một kỹ năng hệ tiên luôn nè. Yeah. Mới mốt á, mình mà có điều kiện để Gigantamax nữa thì Grimmsna dự là sẽ là thành viên cộm cán đó nha. Ok. Rồi, tạm thời cho Grimmsna vô trong. Và mình sẽ chạy qua đây. Vì bên này mình thấy có một Pokemon Shiny các bạn ơi. Ủa đâu rồi? Ủa? Ê, cái nhóc đó đâu rồi? Ở kìa. Hồi nãy mình gõ gàng mình mới thấy em thằng lằn Shiny. Hình như em chạy rồi các bạn ơi. Ôi no. No. Buồn vậy. À, nhanh một xíu nữa là được rồi. Nãy giờ mình cũng ở bên địa ngục khá là lâu rồi đó các bạn ạ. Nhưng mà cũng không có tìm thêm được Pokemon siêu cấp nào mới á. Có vẻ là hôm nay chúng ta chỉ gặp được
có đúng hai Pokemon siêu cấp các bạn ạ. À, ở bên địa ngục á là Machado Fusion cũng như là Pokemon mèo lửa nhưng mà kết hợp với Hoppa á. Ừ, thôi không sao. Gặp mai lắm rồi. Ok, giờ thì chắc mình sẽ về nhà. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục công việc ở bên thế giới thường ha. Hiện tại á, thì đội hình Pokemon của mình đó các bạn, kiểu như kỹ năng chưa có được ổn áp lắm. Chẳng hạn như là Machado nè. Rồi Lugia Fusion các thứ đâu nữa. Thế nên là chúng ta sẽ có một cái chuyến đi tìm cái người để mình có thể học lại kỹ năng cho mấy em Pokemon này ha. Mình nghĩ đó là một chuyện rất là nên làm hiện tại luôn á. Còn không là kiếm những cái kỹ năng hợp lý thì chúng ta mua ở trong mấy cái làng cũng ok nè. Nhưng mà trước khi đi thì hay là mình sẽ đi cải cấp một xíu nha. Đúng rồi. Em rớt lửa nãy giờ chưa tiến hóa nữa các bạn ơi. Ui, ok. Trainer này có một Pokemon à. Ồ, đây rồi. Học được kỹ năng rồi. Yay. Quá đã. Ok đấy chứ. Ê, thì vậy là chắc mình phải đưa Lugia Fusion đi chung với mình bữa nay các bạn ơi. Blastoise, sớm giờ chiến đấu vất vả rồi. Cho em ở nhà đi ha. Thường á, mấy cái người dạy kỹ năng á sẽ hay xuất hiện ở trên núi các bạn ơi. Đó, thế nên là bây giờ mình sẽ cưỡi Lugia Fusion bay lên núi. Để coi. Ồ, chưa, từ từ. Ở đây có Pokemon cá sấu hay sao nè. Ê, Sabido. Ê, nice. Cuối cùng mình cũng đã gặp được Sabido rồi các bạn ơi. Mình sẽ bay ra giữa biển một xíu. Rồi. Đáp xuống cái nhẹ. Và chúng ta sẽ khiêu chiến Sabido nào. Yay. Bữa giờ kiếm nhóc này quá trời quá đất các bạn ơi. À nhưng mà khoan, mình phải tìm đối nào nó vừa sức chứ. Lộn. Mình sẽ đưa Rimsna đi. Rồi ok. Sau đó thì tấn công bằng một đòn nào đó vừa thôi ha. Đắc bút chẳng hạn. Ok. Ui nhưng mà lượng máu. Ui có vẻ là vô cái mức nguy hiểm rồi các bạn ơi. Không được. Tùng bông chứa thôi. Mình không có nhiều deep ball lắm các bạn ơi. Nhưng mà mình tin là chỉ chắc tầm vài quả thôi là chúng ta sẽ chinh phục được Sabido thôi. Mình phải có niềm tin. Đi nè. Đúng như vậy các bạn ha. Trời ơi, một phát ăn luôn. Đã vậy còn tiến hóa được cho em rết lửa nữa chứ. Một công đôi chuyện. Rồi, giờ thì rết lửa sẽ trở nên to hơn nha. Và trông cũng chất chơi người dơi lắm các bạn ơi. Yay. Rồi, rết lửa có ngoài không? Ok, cửa ẻm vô đất liền các bạn. Có một điều vô lý là rết lửa xuống nước không có bị tắt lửa ha. Còn bơi hơi bị khỏe. Ê, không khỏe. Trời, chim ơi. Ui da. Để mình đi vô trong cái kho và chúng ta lấy cái viên đá Mega cho Sabido ha. Đâu rồi ta? Đá Mega. Đây. Sabido này. Yes. Và tất nhiên rồi, gắn lên người Sabido ha. Đã luôn. Vậy là hôm nay có hai Pokemon mới về đội của mình luôn các bạn ạ. Đó chính là Sabai cũng như là Sabido. Tuy mới về đội thôi nhưng mà đã được hưởng liền đá Mega và trở thành hình dạng tiến hóa Mega cực kỳ đẹp ha. Coi. Chiến đấy các bạn ạ. Tuy nhiên thì Sabido thì chắc mình phải luyện cấp thêm rồi. Hiện tại chưa cấp cao lắm á. Cái này thì chắc phải đợi khi nào gặp hội quán á thì lúc đó chúng ta luyện cấp mới nhanh được. Không sao, có được mấy em Pokemon đó cũng rất là vui rồi ha. Rồi cho mấy em vô nghỉ ngơi xíu đây. Còn phần mình sẽ tiếp tục lên núi để tìm người dạy kỹ năng cho Pokemon ha. Nhưng mà xác suất gặp mấy người đó cũng hơi thấp á các bạn ạ. Nếu mà dễ gặp là bữa giờ mình qua đây mình gặp rồi, nhà mình kế núi mà. Nhưng mà không các bạn ơi. Ui, nhưng mà vừa xuống núi thì mình lại gặp một Pokemon mới các bạn. Hả? Pokemon gì mà trên lưng có nguyên một cái cung tạo hái tặc luôn kìa. Cái đuôi là cái mỏ neo các bạn ơi. Uầy. Đây là Torterra. Một Pokemon hệ đất với lại là hệ lá. Wow. Em này là form gì đây? Mình không thấy tên được luôn các bạn ơi. Wow. Các bạn thấy như thế nào? Mình thấy cực kỳ chất luôn á các bạn ơi. Được. Coi. Mới về đội và có đá Mega đúng không? Vô. Chạm đồ. Quẩy đi cưng. À em này mới cấp 50 thôi các bạn. Em là form Fusion á. Trời. Dạng dung hợp với cái con tàu cướp biển hay sao. Ok.
Thử tiến hóa Mega cái nào Sabedo. Rồi rồi, đói này cũng hơi căng đó. Để xem sức mạnh của Sabedo nào. Ui da, không sao các bạn ơi. Có vẻ là cấu rỉa máu cực kỳ tốt luôn. Wow. Mình sẽ tung bóng chứa liền các bạn ơi. Hiện tại thì Torterra Fusion đang ở dưới nước nên là mình sẽ ưu tiên Deep Bond á. Để xem. Ui, không được. À, tưởng đâu được chứ. Trời. Thôi không sao, thử lại cái nữa. Đã hơn một ngày trôi qua rồi. Xà quần ở đây nhưng mà vẫn chưa chinh phục được Torterra các bạn ơi. Hay, chắc là phải đợi tới trời tối rồi sau đó tung Dust Bond quá. Chứ những cái quả bóng sớm giờ mình dùng á, nó không có tác dụng lắm các bạn ơi. Ý. Ủa, nhưng mà tới lần này thì được rồi. Nice. Thành công rồi các bạn ơi. Cuối cùng công sức mình bỏ ra ở cái vùng này đã nhận được một em Pokemon cực kỳ ngầu rồi. Đây nè, Torterra Fusion. Em này thì sẽ mang hệ lá với cả là hệ ma các bạn ơi. Đưa em vô coi. Quay. Trên lưng Pokemon này là nguyên một cái con tàu luôn các bạn. Có cột bùm luôn đó cơ. Nhưng mà chắc đây là con tàu ma quá. Và mình có thể chui vô bên trong người em luôn. Và hết thấy đường luôn các bạn. Tức là em này mình không cưỡi chạy đi được rồi đó. Có thấy đường đâu mà chạy. Nhưng mà nói chung em này ngầu ha. Đã. Rồi, sẵn tiện buổi tối luôn. Mình sẽ ở vùng đầm lầy chơi xíu các bạn. Coi có gặp Pokemon độc lạ bình dương nào khác hay không. À, còn có cái chỗ Pokeloot nữa nè. Grogan. Hey, có đói cho Pokemon mới của mình rồi các bạn ơi. Thử nào. Ôi trời, một đòn duy nhất thôi. Wow, được bóng chất nhờn luôn nè. Hợp lý ấy chứ. Ê, nhưng mà hình như mình hơi lạc đề thì phải. Ủa, tính ra là mình lên núi để mình tìm Mu Relener mà ta. Tự nhiên tốn đâu hơn một ngày ở cái chỗ đầm lầy kia. Trời đất ơi. Ừ, cái chỗ núi này nhỏ quá các bạn à. Chắc là mình phải tìm cái núi nào nó to hơn mới được quá. Cái gì? Mới tới núi thôi mà đã gặp Rayquaza rồi. Ừ, nhưng mà đây lại là bot à. Sao kỳ trời, số mình gặp huyền thoại toàn là bot cơ mà. Đã tới lúc để cho những Pokemon của mình có dịp thể hiện sức mạnh rồi các bạn ạ. Vô. Đầu tiên chúng ta sẽ cho Tyranitar ra trận trước á. Không biết là có ổn hay không, bởi vì Rayquaza là một trong những huyền thoại rất là mạnh các bạn ơi. Ui, ở đây rồi. Hay lắm, Tyranita đã có được một lượng máu nhất định các bạn ơi. Tiếp theo, mình vẫn còn nhiều Pokemon mạnh mẽ khác đang chờ đợi lắm. Chẳng hạn như là Lapras nè. À hả. Nhưng mà ok, kéo rỉa được thêm một khúc máu và không trụ nổi một hit của Rayquaza các bạn ơi. Mạnh quá. Toàn rồi. Hey, Garchomp thì sao? Ui, Garchomp tấn công. Wow, cực tốn luôn. Còn một xíu máu nữa thôi các bạn ơi. Sắp rồi. Mình còn Charizard. Đúng rồi, Charizard God. Hơi thở rồng. Ê, chuẩn bị. Ý. Trời ơi. Còn 4% máu các bạn à. Không knock out được. Tiếc vậy. Một xíu nữa là thành công rồi. Vậy thì Salamence. Chỉ cần Salamence trụ nổi thôi. Hoặc là tấn công trước cũng được. Ok. Thua luôn rồi. Rồi luôn rồi. Lugia đâu có kỹ năng nào tấn công đâu. Thua gì mà lãng nhách nè. Đùa chớp tiếp nào. Ok, để coi thứ tự lần này á, mình cho ra trận nó hơi khác so với lần trước. Liệu rằng có thay đổi kết quả hay không đây? Ê, 21% máu còn lại. Tyranita đã cố gắng rồi các bạn ạ. Hơi thở rồng của Charizard. Liệu rằng trời ơi, lần này còn 1% máu. Cay thật. Cay thật. Đánh từ trong đất liền mà giờ ra tới biển rồi đó mà chưa đánh xong các bạn ơi. Ok, đầu tiên mình sẽ cho Pikachu Unite chích điện cho Rayquaza TT trước đi ha. Ngon ngon các bạn ơi. Hay lắm Pikachu. Chích điện cái nữa nè. Rồi rồi, tê liệt là khó chịu rồi đó. Tiếp theo,
Vẫn là thanh niên ra chôm lẹ lẹt á. Dùng đua chớp trước nè. Đó, kỹ năng này thì quýnh rây qua sao mình thấy khá ngon á các bạn. Nhưng mà không chịu nổi một hit phản đòn của Rayquaza các bạn ơi. Vậy là hay rồi. Kế đến sẽ là Lapras. Hiện tại thì Lapras có Isaac để tấn công nè. Lần này thì không xi nhê lắm. Nhưng mà mình có thể tung thêm một đòn khác nữa. Đây rồi. Chuẩn bị các bạn ơi. Cố lên Lapras. Trời ơi, Lapras bị phản đòn rồi. Nhưng mà không sao các bạn ơi. Bây giờ chỉ cần Charizard tung được đòn hơi thở rộng thôi. Yes. Là chúng ta đã chiến thắng. Và được thêm một cái XP share nữa nè. Dragon Fang đâu nữa. Nice. Bữa nay chúng ta đã có thể chiến thắng trước Rayquaza, thành viên trong bộ ba thời tiết các bạn ạ. Quá đã. Và được một cái Pokemon loot luôn. Được cái gì đây? Được một cái berry. Ok. Dragon Fang. Răng rồng này mình cho Gachom được các bạn ơi. Hợp lý, giúp cho Gachom mạnh hơn nữa. Gì đây? Kyurem. Đâu? Kyurem đâu? Hả? Nani? Cái gì? Đây là baby Kyurem các bạn ơi. Hả? What the heck? Nhưng mà đã gặp rồi thì nhất định chúng ta không bỏ lỡ được các bạn ơi. What? Lần đầu tiên mình thấy Kyurem bé nhỏ cute fumeque gì luôn. Thôi được, dùng đua chớp nào. Wow, công nhận gắn cái găng rồng đồ vô Gachom mạnh thiệt á. Quá đã luôn. Rồi, nhưng mà Heavy Ball liệu rằng chắc không hợp lý các bạn. Tại vì Kyurem baby có chút xíu mà sao Heavy Ball hợp lý được ha. Chắc là phải dùng bóng khác rồi. Hồi nãy mình cũng hơi chủ quan á, không có làm thêm Dust Ball Deep Ball. Thiệt luôn. Phải mà biết trước thì đâu có vất vả như nãy giờ đâu. Lại có một cái bài học để chúng ta rút ra kinh nghiệm rồi đó các bạn ạ. Nhưng mà không sao, mặc dù không có bóng chuyên dụng nhưng mà mình vẫn còn một vài loại bóng chứa khác. Mình sẽ không bỏ cuộc đâu. Tới khi nào mà mình hết bóng chứa thì thôi các bạn ạ. Thành công rồi các bạn ạ. Không muốn không, mình chờ đợi 2 đêm. Tưởng đâu bữa nay mình lại thất bại trong việc bắt một huyền thoại nữa chứ. Và đây rồi, chúng ta sẽ có thêm một Kyurem trong máy tính. Nhưng mà đây là phiên bản Baby Kute các bạn ơi. Để xem coi phiên bản Baby Kute sẽ... Trời ơi, Kute thiệt. Cưng vậy. Nice. Và hệ thì sao? Mình nghĩ là sẽ không thay đổi đâu. Chuẩn luôn. Wow. Vậy là bây giờ mình đã có cặp đôi Kyurem các bạn ạ. Một nhỏ một bự luôn nha. Nè. Đã không? Rồi và sắp tới thì mình sẽ gắn luyện cấp cho Kyurem baby. Và không có nhét cái cục blue orb vô nha. Nhét blue orb là hết baby luôn á. Và Kyurem baby biết bay các bạn ơi. Trời ơi, nhỏ mà bay được luôn hả? Wow. Thú vị nha. Hôm nay tính ra mình cũng tương đối may mắn các bạn ạ. Vì mình đã bắt được tới hai huyền thoại lận. Đầu tiên là Machado Fusion dạng kết hợp với Melmetal. Trông cực kỳ đô con luôn các bạn ạ. Tiếp theo là Kyurem, nhưng mà đây là Kyurem baby các bạn ơi. Cực kỳ nhỏ nhắn, cute luôn á. Nhưng mà sức mạnh thì từ từ chúng ta sẽ đồng hành trong nhiều trận chiến hơn á. Kế đến mình còn có một Pokemon Fusion khác. Đó chính là Torterra. Bình thường thì em này sẽ có cái đòi và có cái cây trên lưng ha. Nhưng mà em này thì lại vác nguyên một cái tàu giống như là tàu hải tặc gì đó trên lưng các bạn ạ. Và cái mũ neo ở phía sau đuôi trông cực kỳ ấn tượng luôn á. Cũng như là cũng có một vài thành viên mới về đội và được tiến hóa Mega luôn các bạn ạ. Là Sharpedo nè. Rồi sắp ai nữa. Hy vọng trong thời gian sắp tới mình sẽ có nhiều cái trận đấu hơn cùng với những Pokemon mới về đội của mình á. Rồi và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Mà bạn nào có nhu cầu mạc Roblox, Lovroot hay là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận video á. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.